trung tâm cây giống Tam Đảo. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người, hôm nay mình đi ra vườn giống này để hôm nay mình lấy cái cây giống rau ngót rừng ấy, còn gọi là rau sắng đấy, để gửi đi cho khách. Đấy, bác khách này bác lấy của bên Ngọc là 70 cây ngót rừng về trồng để phục vụ gia đình, để làm rau, làm thực phẩm trong nhà. Cái rau sắng này mọi người này, hay còn gọi là rau ngót rừng đấy mọi người nhé. Rau này rất là ngon luôn, nó là một trong những đặc sản ở vùng Tây Bắc, đấy, phía Tây Bắc của Việt Nam. Rau sắng thì có hương vị rất là đặc trưng và thơm ngon. Này, nếu mọi người mà có dịp đi du lịch ở những vùng cao đấy, hoặc là vùng phía trên Tây Bắc, thì mọi người nên thưởng thức đấy, cái hương vị và cái đặc sản cái rau sắng, rau ngót rừng này nhé mọi người nhé. Rau sắng, rau ngót rừng thì nó chứa rất là nhiều dinh dưỡng ở trong đó, đặc biệt là vitamin này, chất xơ đấy, và những cái thành phần mà nó rất là tốt cho sức khỏe, và là một trong những đặc sản mà nhiều người lần đầu tiên thì thưởng thức là nhớ mãi và không thể quên được cái vị của cái cây rau sắng này. Đấy, cây này rất là dễ trồng và chăm sóc nhé mọi người, về trồng vào trong chậu, hoặc là nếu mà trồng đất thì mình cũng có thể trồng ở ngoài đất trống cũng được. Đấy, và cây nó khá là ưa ẩm nên là mọi người giữ được cái độ ẩm của nó, và bón phân chuồng, và sử dụng thêm một ít phân lân nữa là cây nó sẽ phát triển đều, và sau này chúng ta sẽ sử dụng hái những cái ngọn và lá non của nó để sử dụng. Đấy, rau này có thể mọi người có thể xào luộc. Đấy, đặc biệt là mọi người có thể xào kèm với thịt bò hoặc là thịt trâu thì rất là ngon. Đấy. Đây, mọi người mà có đất hoặc là thừa đất thì chúng ta trồng một vài cây vào sử dụng gia đình. Và hiện nay thì có một số bà con thì đang nhân rộng cái mô hình trồng cái rau sắng hay còn rau ngót rừng này để phát triển kinh tế, đặc biệt là những bà con ở vùng du lịch và vùng núi cao. Đấy, gần khu du lịch thì trồng để cung cấp cho các nhà hàng, và đặc biệt là cung cấp làm quà cho các du khách. Đấy, họ đến các khu du lịch và họ mua về để tặng và là cho người thân gia đình ở nhà. Đấy, vì vậy mà hiện nay cái cây rau sắng ngót rừng này thì đang là một trong những cái cây mà được rất là nhiều bà con quan tâm và trồng sử dụng nhé. Đấy, nếu bà con mà có nhu cầu muốn mua rau sắng, rau ngót rừng thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên trung tâm cây giống của bên em Ngọc qua hotline là 0798 414 414, hoặc là mọi người có thể để lại số điện thoại thì em Ngọc sẽ gọi điện và tư vấn thêm để cho mọi người nắm rõ hơn về những cái thông tin mà cái cây rau sắng này mọi người còn chưa hiểu rõ. Đấy, mọi người nhớ là cho em Ngọc xin một like, một lượt đăng ký kênh. Đấy, để em Ngọc có thêm động lực để cố gắng quay những cái video về các loại cây giống để cho mọi người tham khảo nhé. Còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại mọi người.